Kính thưa quý vị, phụ nữ vốn chịu nhiều thiệt thòi, hy sinh vì hạnh phúc gia đình, vì chồng, vì con. Thế nhưng có những điều, nếu như phụ nữ mù quáng hy sinh, thì đó là điều vô cùng ngu xuẩn. Thực ra thì chẳng có người phụ nữ nào trên đời chưa từng một lần khờ dại, cũng không ai sinh ra đã kiên cường, quật khởi. Tuy nhiên, những va vấp trong đời dạy ta trở nên khôn hơn và mạnh mẽ hơn. Có 5 điều dưới đây, người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ phạm phải, còn người dại dột gần hết đời mới hối tiếc vì không biết sớm hơn. Và sau đây, Thu Trang và Hãy Sống Khác sẽ chỉ rõ chị em phụ nữ nên nghe ít nhất một lần kẻo chuốc khổ vào người, cả đời oán than. 5 điều dại dột đàn bà phải tránh nếu không muốn khổ cả đời. Thứ nhất, sống vì chồng. Người phụ nữ dại nhất là sống vì chồng, sẵn lòng gạt bỏ cuộc sống riêng tư của mình vì chồng, vì con. Họ hy sinh cuộc đời của mình, chôn vùi thanh xuân nơi xó bếp để toàn tâm toàn ý làm một người vợ hiền, dâu thảo. Người mẹ hoàn hảo trong mắt con cái mà quên mất rằng chính họ đã tự tước đi quyền được bình đẳng trong gia đình của mình. Biết sống vì mình mới là người phụ nữ khôn, sống vì người khác. Nhất là đàn ông thì đấy đích thị là người phụ nữ khờ dại. Đặt cược đời mình vào tay chồng, nếu chẳng may anh ấy thay lòng đổi dạ, bạn sẽ chẳng còn gì trong tay. Hà cớ gì người phụ nữ phải đặt cược giao cho đối phương quyền quyết định đời mình. Nếu cứ mải miết hy sinh, một mình vun đắp thì tổ ấm ấy sẽ chẳng thể mang lại cho người phụ nữ hạnh phúc. Nếu không muốn ôm lấy đắng cay, uất hận, hãy thay đổi quan điểm sống kẻo muộn. Thứ hai, sống vì tiền. Một mái nhà tranh, hai trái tim vàng đặt trong bối cảnh cuộc sống hiện đại như ngày nay chỉ còn là chuyện cổ tích. Dù yêu nhau đến mấy, sâu đậm đến đâu mà quá nghèo khổ thì các cặp đôi khó lòng gắn bó trăm năm. Sự thiếu hụt tiền bạc túng quẫn khiến tình yêu dần nguội lạnh để nhường chỗ cho những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Thế nhưng người phụ nữ nếu quá thực dụng, tham tiền thì ắt sẽ đánh mất giá trị của bản thân. Đừng nghĩ rằng có chút nhan sắc, thân hình bốc lửa thì sẽ tìm thấy được tại gia của đời mình. Người càng giàu sẽ tiêu tiền càng cẩn trọng. Họ có thể cho mình một đồng nhưng sẽ phải đòi lại thứ có giá trị gấp 10. Đừng chọn chồng chỉ dựa vào túi tiền, đừng dựa vào vật chất để chọn gắn bó với một người. Bởi lẽ sống bám vào tiền không phải do mình làm ra là lựa chọn khiến bạn trở nên rẻ tiền trong mắt đối phương. Đời người phụ nữ nhất định không được phạm phải những điều đại kỵ trên. Đừng bao giờ để bản thân phụ thuộc tiền bạc vào bất cứ ai. Đừng tự đẩy mình vào con đường một chiều như vậy. Hãy tự lực, tự chủ trong kinh tế bằng bất cứ giá nào, dù nhiều hay ít, bạn vẫn phải có cho mình một khoản tiền riêng, một công việc kiếm ra tiền. Lúc đó bạn tiêu tiền mình làm ra vào bất cứ việc gì thì cũng chẳng ai suy xét được bạn. Thứ ba, làm kẻ thứ ba. Trên đời này, người phụ nữ đê hèn đáng khinh nhất chính là đi phá vỡ hạnh phúc của một người phụ nữ khác. Người thứ ba đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, bởi đó chính là sự lựa chọn của bạn. Một khi bạn chen chân vào gia đình của người khác, thì có dùng mọi lý lẽ cũng không thể bao biện cho bản thân. Trời cao có mắt, hôm nay bạn có thể thành công cướp chồng thiên hạ về làm của mình, nhưng ngày sau ắt phải chịu báo ứng nặng nề. Đàn ông ngoại tình vứt bỏ nghĩa tào khang để ăn nằm với người phụ nữ trẻ đẹp hơn vợ mình là kiểu đàn ông không có chút giá trị. Nếu đã dại dột lấy rẻ lau quấn lên người thì bạn đừng trách vì sao miệng đời mỉa mai khinh thường và chẳng bao giờ dành sự tôn trọng cho con giáp thứ 13. Thứ tư, tham lam. Là phụ nữ, ai cũng mong được bảo vệ, nâng niu và sống trọn một đời êm ấm. Nhưng cái gì cũng phải biết điểm dừng, đừng quá dựa dẫm vào người khác, đừng tham lam thứ không thuộc về mình, đừng chẳng làm gì mà mong cầu sự thuận lợi sẽ đến với mình. Phụ nữ sống trên đời đừng nên chất chứa quá nhiều lòng tham, nên nhớ biết đủ mới là tài phú thực sự. Bánh nướng đời thực không thể như chuyện cổ tích từ trời rơi xuống được, bạn phải có sự trao đổi thỏa đáng, người ta mới chấp nhận.
Thế nên phụ nữ đừng vì lòng tham nhất thời mà hại mình cả đời. Nên nhớ sự tham lam ích kỷ sẽ chỉ khiến bạn nhận lại bờ vực sâu thăm thẳm mà thôi. Thứ năm, không biết làm đẹp. Nên nhớ cuộc sống có một quy luật bất biến, chính là đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ xấu chắc chắn sẽ bị chồng chê bai dù ngoài mặt anh ta không nói ra, nhưng trong lòng đang ngầm so sánh bạn với người đàn bà khác. Câu nói anh không quan trọng vẻ bề ngoài, chỉ cần người phù hợp, biết chia sẻ, thấu hiểu, chỉ có phụ nữ ngây thơ mới tin tưởng hoàn toàn. Với đàn ông, họ luôn cần một phụ nữ đẹp, vẻ ngoài sáng sủa, không phải chỉ để ngắm mà còn để ngoại giao bên ngoài. Một người phụ nữ đẹp sẽ khiến anh ta thêm phần giá trị, được người khác nể trọng, nở mày, nở mặt. Không phải người phụ nữ nào cũng được trời phú cho nhan sắc xinh đẹp. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa bạn sẽ lớn lên và kết thúc bộ dạng mình trong bộ dạng xấu xí. Có câu không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Nếu béo, hãy giảm cân. Nếu mụn, hãy điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt và cách dưỡng da. Đồng thời hãy lựa chọn cho mình trang phục phù hợp, giữ gìn vẻ ngoài gọn gàng, trang điểm xinh đẹp, đi đứng tự tin, lương thiện, có tri thức, biết cách ứng xử và luôn mỉm cười. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến bạn trở nên xinh đẹp trong mắt người khác. Phụ nữ dại nhất là không biết làm đẹp cho chính mình. Bạn xinh đẹp không chỉ vì đàn ông mà còn là để giúp cuộc đời bạn đỡ vất vả thêm phần nào. Kính thưa quý vị, hạnh phúc, vui vẻ và bình yên là điều mà rất nhiều người phụ nữ khao khát có được trong cuộc sống này. Bạn có thể sẽ nghĩ rằng nếu mọi người quan tâm tới tôi một chút, nếu tôi có nhiều tiền hơn hoặc nếu tôi gầy đi thì tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn hạnh phúc vui vẻ, và trong đa số các trường hợp, ngoài chính bản thân mình ra thì không có ai có thể ngăn cản chính mình cảm thấy hạnh phúc được cả. Thực tế thì hạnh phúc không đến từ tiền bạc, không đến từ ngoại hình hoàn hảo, thậm chí hạnh phúc đến từ nội tâm, cũng không phải đến từ những mối quan hệ đẹp đẽ. Đây chính là lý do vì sao nếu bạn thật sự muốn hạnh phúc, vui vẻ, đầu tiên bạn cần phải bắt đầu từ chính bản thân mình. Dưới đây là 10 thói quen giúp nâng cao chất lượng sống, tăng cảm giác hạnh phúc. 1. Xóa bỏ hận thù. Để đạt được một cuộc sống hạnh phúc thì tha thứ và quên đi là điều thiết yếu. Bởi vì cứ giữ lấy oán hận thì có nghĩa là bạn vẫn nắm chặt phẫn nộ, đau thương và những cảm xúc tiêu cực khác ngăn cản bạn chạm đến niềm vui. Buông bỏ hận thù có thể giúp bạn thoát khỏi tiêu cực, dành không gian để nhận lấy những cảm xúc tích cực. Thứ hai, đối xử tốt với mọi người. Sự lương thiện không chỉ có thể lan truyền mà còn có thể khiến bạn vui vẻ hơn. Khi bạn đối xử tốt với người khác, trong đầu của bạn sẽ sinh ra hormone tự cảm thấy hạnh phúc và chất dẫn truyền thần kinh serotonin. Bạn cũng có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác để mọi người xung quanh đều có cảm nhận tích cực. Thứ ba, không bàn luận đúng sai. Bàn luận người ta đúng hay sai giống như đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực. Những cảm xúc này sẽ dính lấy bạn và khó có thể dứt bỏ được. Ngược lại, nếu chỉ dùng những lời tích cực, tốt đẹp để nói về người khác, có thể thúc đẩy tư duy đúng đắn trong cuộc sống của bạn. Thứ tư, đừng truy cầu sự khen ngợi của người khác. Lấy ý kiến của người khác đương nhiên là tốt, nhưng những người hạnh phúc, vui vẻ, trung thành với mình, đừng để bản thân đắm chìm trong khao khát được người khác thừa nhận. Thứ năm, dám ước mơ. Bước đến phía trước, dám mơ ước, bạn sẽ dễ thực hiện mục tiêu của mình hơn. Thay vì hạn chế bản thân, chỉ bằng hãy dám mơ ước. Như vậy chính là bạn đang hướng tâm hồn mình theo hướng lạc quan, tích cực hơn. Thứ sáu, dành thời gian để lắng nghe. Việc lắng nghe có thể giúp bạn tiếp thu trí tuệ của người khác để bạn trầm tĩnh lại. Lắng nghe cũng sẽ khiến bạn có cảm giác thỏa mãn, giúp bạn thay đổi cách nhìn nhận vấn đề. Thứ bảy, đừng so sánh với người khác. Mỗi cuộc đời đều là những bản nhạc hay riêng biệt. Vì vậy, không cần thông qua việc so sánh với những người xung quanh để cân đo đong đếm giá trị của bản thân. Hãy đo lường sự thành công của bạn dựa trên sự tiến bộ của bản thân, chứ không phải với sự thành công của người khác. Thứ 8.
xây dựng các mối quan hệ. Những mối quan hệ tích cực là một yếu tố quan trọng cho sự hạnh phúc, vì vậy cần phải dành thời gian cho bạn bè, người thân và nửa kia của bạn. Thứ 9, thiền định. Nghiên cứu cho thấy, thiền định thậm chí còn có thể khiến não người có những sự thay đổi, làm tăng cảm giác hạnh phúc. Việc thiền định có thể giúp bạn giữ tập trung, thư giãn thần kinh, làm cho lòng bạn an yên. Thứ 10, sống gọn gàng, sạch sẽ. Sự lộn xộn sẽ làm phân tán tinh thần của con người, thay vào đó là cảm xúc hỗn loạn. Sự lộn xộn cũng thường dẫn đến lo lắng, chán nản, không tập trung. Vì vậy, bạn nên tránh để nơi ở và văn phòng lộn xộn. Có rất nhiều thứ không chỉ chiếm không gian mà còn chiếm luôn tâm trí của bạn.